Sảng khoái tô đỉnh bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon. Phiêu cùng rap Việt. Quay mặt rồi đây. Yeah. Đây là phải gọi là cái gì ta? Cái gì á? Mình tin và chiến thắng ngày hôm nay. Gặp lái tay của Lan. Chào anh Trang, ông chị Trang. Nhưng mà tình cũ không giữ cung đền.
giật điện thoại. Vết thương cứ theo nước mắt để lại ở trên mặt trường cứ gieo. Em quên mất hiện tại trong tim tổn thương vẫn còn đó, mà nỗi đau vẫn nhòm ngó những vết thương đôi tay tự lấp liền lại. Từ nhau mình đừng tin em và hát là một đôi tệp là không diễn cùng phim. Hỡi người từng nhắm mắt của mình có không giữ mất đừng tìm lời thi yêu bằng lý trí ngay trước yêu từng dùng tim. Nhiều chiều đường mà em chẳng thể chụp vào ai, yêu đâu ai biết lúc nào đúng lúc nào sai. Em coi hát là cả cuộc sống, những cuộc sống của thằng nghệ sĩ thì chỉ có bút và mày. Lẽ đôi chân mình đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và Vi Giải Trí. Đây là Rap Việt.